Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong năm 2022. Theo đó, thành phố đặt ra hàng loạt chỉ tiêu phát triển nhà ở như tăng tối thiểu 6,7 triệu mét vuông sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu 21,2 mét vuông trên một người, dành 194,6 hectare đất để xây nhà ở thương mại, 52,1 hectare đất để xây nhà ở xã hội. Về nhu cầu vốn, thành phố dự kiến cần 72.578 tỷ đồng, trong đó 28.435 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, 43.456 tỷ đồng xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các gia đình cá nhân, 698 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội. Thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất 20% diện tích đất ở dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước theo dõi chỉ đạo các ngân hàng thương mại quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, chuyển tiền thu từ bất động sản ra nước ngoài, thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở cho người dân, hạn chế tín dụng cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đầu cơ bất động sản.